thi thoảng nên tự thưởng cho bản thân một bữa ăn sang chảnh chút ở một khách sạn 5 sao chứ nhỉ. Mà khách sạn 5 sao gì mà bắt khách hàng phải tự ra trộn salad mới được ăn cơ. Đùa chứ, đây thực sự là một điểm mà chúng mình yêu thích nhất đấy, khi tới với nhà hàng Pacifica ở khách sạn Pan Pacific. Tha hồ tự tay làm đủ loại salad theo ý thích của mình này. Bình thường hay đến đây để lên cái lounge ở tầng 20 thôi, bởi vì nằm ở vị trí đắc địa đường Thanh Niên, nhìn xuống hai hồ Trúc Bạch và hồ Tây lung linh buổi tối mê mẩn lắm ấy. Nay mà có gì thử nhà hàng thì vừa bước chân vào là một bữa tiệc toàn là đồ ngọt luôn. Phải đến 40 loại bánh kem chè hoa quả khác nhau. Phải để bụng để ăn đồ mặn trước nha. Với 600k thì các bạn có thể ăn thỏa thích buffet trưa ở đây, còn buổi tối là 800k nhá. Nhìn hơn trưa chút xíu thôi nhưng mà mình thấy đồ ăn đa dạng hơn đấy. Hải sản lạnh nếu muốn ăn nóng có thể nhớ hấp lại. Cá hồi sống này, dim sum này, nói chung là đồ Nhật, Trung, Việt Nam vân vân, cái gì cũng có. Như đồ Việt Nam thấy bún thang với nem tai là chuẩn bài chưa? À, trong gói buffet này thì đã có kèm nước uống rồi nhá. Chúng mình gọi nước ép này. Về phục vụ ở đây thì mình thấy vô cùng lịch sự, toàn các chị lớn tuổi hơn mình nhưng mà cứ xưng em. Dù là ăn buffet nhưng lúc nào các chị cũng đứng bên cạnh để chờ được lấy hộ đồ cho mình. Ngoài những món có sẵn trên quầy live thì còn rất nhiều những món nóng nữa các bạn sẽ order vừa được mang ra sau nha. Như trưa nay thì món chính là steak và hàu nướng mỡ hành nè. Nếu các bạn mà muốn ăn tôm hùm ấy thì thêm 300k sẽ có một nửa con trông ngon mắt như mình nhá. Tóm lại, tụi mình đã từng có nhiều cơ hội thử qua kha khá các nhà hàng của các khách sạn 5 sao thì thấy đây là một lựa chọn okila đấy. Chỉ thiếu mỗi một điều mà mình hơi tiếc là không gian khá là im ắng, mình không thấy được bật nhạc ấy. Ở đây khi nắng chiếu xiên vào trông chiêu mà thơ cực, kể ra mà có một ban nhạc sống chơi kiểu violon các thứ thì đúng là mê mẩn luôn. Không gian rộng đi đông thoải mái nhá.